Thời gian này thì dịch vẫn chưa kết thúc, phòng tập cũng chưa mở nên mọi người không có thời gian và cũng không có thể nào ra phòng tập được, đúng không? Thì sợi dây này sẽ là một cái giải pháp để các bạn tập luyện ở nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhảy dây làm sao cho nó đúng, hiệu quả. Thường thì mọi người mắc cái lỗi như này đúng không? Mở tay ra to như thế này và nhảy, nó sẽ rất là nhanh mệt mà sẽ không giữ được lâu đâu. Các bạn muốn nhảy ấy thì các bạn tập trước ở phía ngoài không dây này, hai chân mình nhảy phối hợp nhẹ nhàng, và cái tay của mọi người á khép vào trong này, đừng có banh ra và dùng cái cổ tay mình bắt. Ok, đây thì mình sẽ nhảy được lâu hơn. Nhảy dây thì nên nhảy từ 10 phút, 20 phút đến 30 phút thì nó mới giúp các bạn đốt được mỡ và đốt rất nhiều cơ được. Có thể đổi nè, đây rồi, nhanh đó, chân nè. Các bạn muốn nhảy kiểu nào á thì mình sẽ ngáp ở phía ngoài trước, sau đó mình áp dụng. Nhớ là khép tay vào, đừng có băng tay lên như vậy, đó là mắt không đẹp mà rất là nhanh mỏi. Nhảy như vậy rất là nó giúp cho cơ bụng của bạn rất là tốt này, cao được. Okay, thank you.